tập luyện như thế nào và thầy Chu Dê thì đã truyền tải những cái bài tập như thế nào cho em? Đây cũng là lần đầu tiên em lên tập trung đội tuyển U23 và thầy Philip Tu Cê thì thầy đã chỉ dạy và hướng dẫn bọn em những cái gọi là từ đầu thì chuyền bóng và chọn thời điểm, quan trọng là chọn thời điểm và chuyền bóng. Mới đầu thì em có chút khó khăn mà sau đó thì em cố gắng và tập trung thì cũng hiểu được phần nào đó triết lý của thầy. Em đánh giá như thế nào về cái cường độ cạnh tranh, mức độ cạnh tranh ở vị trí của mình cho cơ hội ra sân ở trận giao hữu sâu đó? Lên đội tuyển là mức độ cạnh tranh thì em thấy rất là khắt khe. Các bạn thì cũng rất là tiềm năng mà em phải cố gắng rất nhiều. Ở đội tuyển này thì em có thần tượng ai không, và khi mà được lên tuyển và tập luyện cùng các anh ấy thì em có thể chia sẻ cảm xúc cũng như là cái gì mình học hỏi được từ những người Em thích anh Hoàng Đức ạ. Và lên được tập luyện của các anh thì em cảm thấy là đầu tiên là may mắn, và thứ hai là em học hỏi được các anh rất nhiều. Các anh là động lực và cũng là nguồn cảm hứng để em có thể cố gắng tiếp trên con đường mình để giống như các anh. Em vừa nói là em rất là thích Công Phượng, nhưng hôm nay sự trở lại Công Phượng nó tạo cảm hứng vào cái cảm xúc của em thế nào? Em thích Hoàng Đức mà. Tay anh hôm nay thì kém đấy nhá. Em chia sẻ với mục tiêu của em. Mục tiêu của em thì cố gắng và quyết tâm để có thể có tên trong tập trung U23 vòng loại U23 châu Á sắp tới. Còn câu hỏi nào nữa không? Em có hay nói chuyện với Hoàng Đức không? Hoàng Đức chia sẻ gì? Em thì mới lên nhưng mà cũng chào hỏi anh ấy, cũng nói chuyện. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Anh nhớ cái